Chào các bạn đến với Tarot Penguin. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip về dự báo tổng quan cho tuần cuối của tháng 4. Thì ở đây mình đã có sẵn 3 tụ bài. Tụ 1 marker màu cam, tụ 2 marker màu xanh da trời, tụ 3 là marker màu xanh lá cây. Các bạn hãy chọn cái marker mà các bạn cảm giác ưng ý nhất. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ở cây marker màu cam, tụ 1. Đối với những bạn chọn tụ 1 thì chúng ta có lá 9 cốc, chúng ta có lá 1 gậy, chúng ta có lá đét và lá năng lượng tổng quan cho cái tuần cuối của tháng 4, 1 kiếm. Thì đối với những bạn chọn tụ 1 á, thì đầu tiên cái tổng quan mà mình nhìn thấy trước á, là của tuần cuối tháng 4 này, mình thấy công việc hoặc là mọi chuyện nó diễn ra vẫn mình thấy nó vẫn kiểu giống như còn theo một cái trật tự, nó vẫn còn theo một cái chu kỳ nào đó, chứ nó chưa có thoát ra khỏi những cái quy luật chung hiện tại, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có lá chín cốc, thì mình cảm giác trong cái tuần này á, mọi thứ nó có thể nó sẽ không có diễn ra, không có thay đổi nhiều đâu, mình cảm giác nó sẽ khá là chậm chạp. Nó sẽ giống như mọi chuyện bạn vẫn phải chờ. Nếu bạn có đang dự định muốn làm cái gì đó, bạn muốn thực hiện cái gì đó, thì gần như bạn cũng phải chờ đợi, hoặc là kiểu giống như là cần phải có thêm thời gian. Tuy nhiên mình cảm giác giống như là có thể cái đích đến nó cũng tương đối gần rồi, bởi vì khoảng cách từ đây tới đây nó còn có một chút xíu nữa thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ở công việc trước. Thì đối với khía cạnh công việc á, thì mình cảm giác trong cái tuần cuối tháng 4 này có thể là bạn rất là muốn làm nhiều thứ, bởi vì mình thấy một gậy ở đây nè. Lúc nào mình nhìn thấy cái lá này mình cũng cảm thấy một cái người quay mặt qua quay mặt lại, tức nghĩa là tôi muốn làm cái A, cái B, cái C, nhưng mà kiểu giống như là họ chưa có tập trung vô được một cái nào hết, là một. Thứ hai nữa là họ kiểu giống như là cái nào họ cũng muốn làm hết, thành ra cái kiểu giống như là họ chưa có phân bố hoặc là phân bổ sức của họ một cách đều. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là công việc trong tuần này ở lá đét á, thì mình cảm thấy có thể giống như là bạn sẽ đạt được một số thành quả, một số kết quả, một số tin tức hoặc là một số cái thông tin nào đó, bạn sẽ có thể có những cái phản hồi, những cái phản hồi, những cái cuộc gặp gỡ nào đó với ai đó ở đây. Nhưng mà mình cảm giác cái lá đét này á, nó mang cho mình một cái tính đó là tương đối dịu, tức nghĩa là bạn có thể, nếu bạn đang có vấn đề nào đó cần giải quyết, bởi vì mình cảm giác chín cốc và một gậy cũng có thể là bạn đang có công việc gì đó bạn cần thực hiện, cần giải quyết, thì bạn sẽ có tin tức, có hướng đi, có thể là sẽ có người giúp đỡ, sẽ có người chỉ đường dẫn lối cho các bạn. Tuy nhiên lá năng lượng tổng quan lại là một kiếm, thì mình cảm giác giống như là ví dụ trong cái tuần này bạn có 10 việc phải làm, thì có thể có khoảng một vài cái, khoảng 1 đến 2 hoặc là tối đa là 3 công việc bạn sẽ không thể thực hiện hết được. Giống như bạn muốn tung cánh, giống như cái con đại bàng ở trong đây, bạn muốn tung cánh ra nhưng có một cái gì đó nó ngăn cản các bạn lại, hoặc là chưa đến thời điểm. Một kiếm cũng có thể đó là bạn cần phải đợi chờ, theo kiểu giống như là ở trong bộ này thôi nhé, không bộ khác thì mình không có chắc đâu. Bộ này thì mình cảm giác là chưa đến thời điểm, chưa đúng lúc, ngay cả khi bạn có sẵn sàng, có cánh để bay, có mọi thứ để hết chuẩn bị rồi, nhưng mà bạn vẫn không thể thực hiện được, là cái thứ hai mình thấy. Và công việc trong tuần này, ngoài ra mình còn có thể thấy giống như là có thể trong cái tuần cuối của tháng 4 này bạn sẽ có thể gặp một vài mối quan hệ nó trong công việc nó mang tính toxic, kiểu giống như là những con người này họ đến họ làm phiền, hoặc là đến tìm đến để gây hấn, hoặc là kiểu giống như là gây khó chịu cho bạn. Hình ảnh con bò cạp ở đây, nhưng mà mình cảm giác giống như như bạn thấy con khỉ ở đây á, nó không có quan tâm, nó nhìn lên phía trên, và mình cảm giác giống như là chuyện này là chuyện rất là bình thường, bởi vì mình thấy cái gương mặt, cái biểu cảm ở đây kiểu giống như kệ mày muốn làm gì mày làm, tao thì tao vẫn biết tao đang ở trên, mày ở dưới thì đó là chuyện của mày. Thành ra mình cảm giác quan điểm của bạn nó khá là rõ ràng, hoặc là bạn cũng có biết cách để xử lý hoặc là xử trí vấn đề. Và trong cái lá này mình luôn luôn cho mình một cái cảm giác của lá hybridis, tức nghĩa là nó mang cái màu thôi nhá, chứ mình không nói nó giống, chỉ là nó cho mình cái cảm giác cũng là một cột trắng một cột đen ngồi dưới ánh trăng. Nhưng mà được một cái là cái màn ở đây nó rõ ràng, chứ nó không có giống cái lá hybridis, nó tương đối mờ ảo. Tuy nhiên nếu mà xét về bản chất thì lá này mình thấy có sự ù lì, cục mịch, có một cái sự chậm chạp và có một cái gì đó hơi lười. Thành ra có thể vẫn trong tuần này mọi chuyện bạn cũng chưa có thể làm được nhiều, một phần là do chính bản thân bạn. Về công việc trong tuần này,
À, nếu mà những bạn nào có dự định mà gọi là thay đổi công việc, chuyển việc hoặc là có ý định gọi là đầu tư làm ăn gì đó thì bà mình lên một gậy và một kiếm là có khả năng. Tuy nhiên lá đét ở đây thì nó cho mình cảm giác giống như là nếu được thì bạn cần nên cân nhắc lại thời điểm, cân nhắc về thời gian để giống như ví dụ như khai trương. Còn nếu mà bạn đi xin việc, chuyển việc thì bài của mình lên một gậy và đét á thì có thể bạn đã được lọt vào vòng trong hoặc là sẽ có tin tức tốt lành về công việc. Tuy nhiên công việc này sẽ không khởi động trong cái tháng này mà có thể là bắt đầu từ tháng sau hoặc là giữa tháng sau, tại vì một gậy thì sẽ có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ một kiếm, mình cảm giác bản thân bạn chưa chắc với hướng đi này, có thể là có những cái phân vân nào đó, có những cái suy nghĩ nào đó hoặc là có một số chuyện mình cảm giác bản thân bạn không đủ năng lực, bạn cần phải cân nhắc lại có thật sự hướng đi đó có phù hợp với bạn hay không, bạn có nên đi hướng đó hay không. Nếu liên quan đến lĩnh vực học tập thì bạn có thật sự muốn muốn học hay chuyển ngành, chuyển hướng nào hay không. Nhưng mình nói trước đây không phải là thời điểm đẹp để chuyển hướng. Rồi mình sẽ chuyển sang cái câu chuyện về tình cảm. Đối với cụm tụ một này mà ở khía cạnh tình cảm dự đoán cho cái tuần cuối của tháng 4 thì mình cảm giác cái tổng quan chung thứ nhất đó là cái tuần này năng lượng nó sẽ tương đối đều bình, mặc dù là chúng ta có lá một gậy và một kiếm, tức nghĩa là đáng lẽ năng lượng của nó phải cao, nhưng mà mình không biết sao nhưng cảm giác của mình, bởi vì nếu mà bạn nhìn thấy đủ ba cái lá này bạn sẽ nhìn thấy kiểu giống như là từ từ con khỉ qua thì bạn sẽ thấy giống như là màu tông màu lạnh, sông nóng tông màu lạnh, sau đó gửi đến tông màu lạnh, thì tức nghĩa là nó có khuynh hướng gọi là chỉ cao trong một cái điểm thôi, còn cái thời gian gian còn lại nó tương đối bằng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bài lên ở đây á, mình cảm giác giống như nếu mà trong tuần này xét ở khía cạnh là những bạn độc thân á thì mình cảm thấy là có thể bạn sẽ có những cái cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, một cái cuộc hẹn nhỏ với ai đó. Tuy nhiên mình không nghĩ đây là người yêu mà có thể là một cái mối hẹn, một cái sự tìm hiểu, một cái sự giao tiếp, thậm chí là một cái comment bình luận trên Facebook hoặc là kiểu giống như là thả thính, quăng thính, đớp thính chẳng hạn, tức nghĩa là mình gọi là hơi bông đùa một chút xíu với nhau. Ngoài ra nữa mình cảm giác là có thể những cái buổi tiếp xúc này nó thuần túy ở trên mạng hoặc là liên quan đến online hoặc là nó kiểu giống như là trò chuyện video call hoặc là gọi chat Zalo chẳng hạn, nói chung là sử dụng hình thức liên hệ gián tiếp với nhau. Đặc biệt đối với những nào bạn còn độc thân mà đang trong giai đoạn tỉnh tò, tức nghĩa là chưa rõ ràng trong một mối quan hệ nào đó, thì trong cái tuần này á có thể là bạn sẽ có được một cái dấu hiệu nào đó liên quan đến cái thái độ của người kia. Người kia sẽ đánh giá hoặc là có thiện cảm với bạn, tuy nhiên họ cũng chưa có úp mở hoặc là rõ ràng về cái thái độ của họ lắm. Họ chỉ là giống như là tôi thấy bạn hợp với tôi thấy bạn cũng có nhiều điểm thú vị và tôi cũng muốn thử đặt niềm tin hoặc là tìm đến bạn. Thành tại vì bài mình lên mình thấy lá đét ở đây nó có rất là nhiều cơ hội, chỉ có điều là cái nguồn năng lượng này á mình cảm giác giống như là bạn đừng có tích cực quá, làm quá lên hoặc là chủ động nhiều quá, bởi vì mình cảm thấy cái người mà cái đối tượng mà bạn để ý có thể họ rất là trầm tính, họ rất là kỹ tính và cẩn thận, họ cũng không có thể hiện rõ quan điểm của họ lắm. Và một kiếm ở đây á thì mình cảm giác giống như là hai cái lá này khi mà đặt gần nhau á thì bạn sẽ thấy cái hướng đi là từ đây nhìn qua đây, từ cái người này nhìn qua đây, tức nghĩa là tình cảm của bạn có thể nó hơi một chiều hoặc là nó chưa có sự đáp lại, phản hồi lại từ cái người bên đây, bởi vì họ chưa sẵn sàng hoặc là chưa có một cái quyết định nào đó rõ ràng. Bạn sẽ có câu trả lời có thể trong tháng tới. Ngoài ra nữa là mình cảm giác như nếu những bạn còn độc thân mà còn có xu hướng là muốn đi tìm một cái mối quan hệ hoặc là muốn chấm dứt một mối quan hệ cũ, còn mắc kẹt trong mối quan hệ cũ thì các bạn cũng sẽ có cơ hội trong khoảng thời gian này. Đối với những bạn nào mà gọi là đã có đôi có cặp á, thì chuyện tình cảm trong tháng 4 này mình cảm thấy tương đối bằng phẳng. Vấn đề chính của các bạn liên quan đến việc gọi là cảm xúc cá nhân, liên kết cá nhân, liên kết giữa bạn với họ. Cảm xúc cá nhân là cảm xúc của bản thân bạn về những chuyện xung quanh, về những mối quan hệ xung quanh. Mình cảm giác bản thân bạn muốn sự chú ý, muốn được yêu thương, muốn được để tâm. Tuy nhiên mình nhìn lại cái lá bài á, thì mình thấy là ở bên trong bạn có một cái sự mâu thuẫn nào đó. Nó liên quan đến chuyện gọi là mình không biết những bạn chọn tụ một, nếu có người yêu các bạn có đang ý định là nội trong năm nay, có tiến đến hôn nhân, tính đến chuyện xa gần, đăm hỏi, hoặc là có những chuyến đi, những cái buổi hẹn hò nào xa hay không. Thì bài mình lên có lá đét ở đây á, thì mình cảm giác là có thể bạn sẽ có tin tức rõ ràng về cái vấn đề này, nhưng mà kiểu giống như là bạn sẽ biết câu chuyện nó có diễn ra hay không, hoặc là sẽ dời lại hoặc là sẽ thay đổi như thế nào đó. Bởi vì mình thấy một kiếm ở đây mình vẫn khẳng định là dù trong tháng này có muốn làm gì thì năng lượng một kiếm này nó vẫn chưa cho các bạn câu trả lời chốt hạ cuối cùng là như thế nào. Nếu mà mối quan hệ của các bạn nó vẫn còn đang ở thời điểm có trục trặc, có rủi ro thì trong tuần này
trong cái tuần cuối tháng 4 này các bạn cũng đầy đủ cơ sở để giải quyết cái mối quan hệ này luôn. Không hẳn là kiểu chấm dứt hay là chia tay hay là sẽ nói như thế nào, mà vấn đề ở chỗ đó là các bạn có đầy đủ cái cơ sở và nền tảng để nói chuyện, trao đổi với nhau. Bởi vì mình thấy chín cốc ở đây nó cho mình cái cảm giác giống như là tới thời điểm bạn cũng muốn thể hiện cái quan điểm, cái tôi của bạn ra, người này họ cũng muốn lắng nghe, muốn chia sẻ, nhưng mà mình cảm giác hai bạn cần phải có một người chủ động, một trong hai bạn phải chủ động và phải thể hiện rõ cái quan điểm ra thì cái câu chuyện nó mới giải quyết ở đây. Tức nghĩa là kết nối giao tiếp, có một cái sự trao đổi qua lại. Còn việc mà giải quyết câu chuyện đó như thế nào thì mình vẫn chưa thấy hồi kết. Về vấn đề thời vận sức khỏe và thời vận sức khỏe thì mình cảm thấy là trong cái tuần cuối tháng 4 này, thời vận thì mình cảm giác nó đang theo hướng thay đổi, mình gọi là tích cực. Mình cảm giác có một gậy ở đây, tức nghĩa là mọi chuyện rồi sẽ sớm có câu trả lời, sẽ sớm có cách giải quyết. Bạn có thể chủ động được trong khả năng, trong năng lực, trong cái quyền tự quyết của bạn, chứ bạn không phụ thuộc vào người khác. Ngoài ra nữa, thời vận trong tuần này thì mình có thấy lá đét ở đây, mình thấy là bạn sẽ có một cái sự thay đổi. Và cái lá đét này nó luôn luôn cho mình cảm giác giống như là bạn sẽ được nghĩ thấu, nhìn nhận ra được vấn đề hoặc là hiểu hơn một câu chuyện nào đó. Và mình cảm giác giống như là cái cảm xúc của bạn, cái nguồn năng lượng của bạn nó sẽ tương đối đều trong cái tuần cuối của tháng 4 này. Còn về sức khỏe thì mình cảm giác những bạn chọn tụ 1 á, các bạn hơi bị lười vận động, các bạn đang thiếu cái những cái bài tập thư giãn như là yoga, những cái bài tập nhẹ nhàng, những cái bài tập về cơ co giãn hoặc là giãn cơ, giãn gân khớp vân vân, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tâm tính của các bạn trong tuần này sẽ hơi dễ thay đổi, dễ cáu, nhưng nó không tới mức gọi là nóng giận, bực bội hoặc là bực tức vô cớ, chỉ là nó dễ cáu, nó dễ khó chịu bởi vì thời tiết hay những vấn đề liên quan đến nhiệt. Cái thứ hai nữa đó là mình nghĩ các bạn nên để ý một chút xíu đến vùng mặt, chẳng hạn như là xương mắt, trán hoặc là vùng miệng, bởi vì mình cảm giác nó không phải liên quan đến bệnh dịch hay là vấn đề gì đâu, mà mình nghĩ đó là các bạn đang thiếu chất, cần bồi dưỡng hoặc là cần có sự nghỉ ngơi, bởi vì dấu hiệu của lão hóa hoặc những vấn đề liên quan đến da. Và cái một kiếm ở đây thì mình nghĩ là nếu mà sức khỏe thì có thể là về bao tử, sót ruột hoặc là dịch tiết. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ 1. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tụ 2. Đối với những bạn chọn tụ 2, Booker, Marker màu xanh da trời, chúng ta có lá 7 tiền, 4 kiếm, lá 8 kiếm và lá năng lượng tổng quan nãy là lá 1 kiếm. Thì đối với trong tuần này, đầu tiên cái cảm giác chung của mình á, là mình thấy tuần này của các bạn sẽ tương đối bận rộn hơn. Nếu tụ 1 thì nó tương đối nhẹ và nó tương đối chậm, thì năng lượng của tụ 2 nó khá là nhanh và nó mang tính xô bồ. Đầu tiên trong công việc thì mình cảm thấy đó là có thể trong tuần này các bạn sẽ có nhiều việc để làm. Cái đầu tiên 7 tiền, mình thấy là có hai bạn thấy hai cái nhánh hay không, và hai cái nhánh này nó gộp lại, tức nghĩa là trong tuần này các bạn sẽ phải lo nhiều thứ, giải quyết nhiều thứ, và những thứ này nó đến từ nhiều nguồn hoặc nhiều người khác nhau. Cái thứ hai nữa là các bạn cũng muốn làm một cái gì đó kiểu giống như là có một câu trả lời rõ ràng để các bạn biết được, có một cái đường hướng nào đó để các bạn đi. Tuy nhiên mình cảm giác giống như là làm gì thì làm thì các bạn cần phải có sự trao đổi nè, hoặc là kiểu giống như là cần phải biết rõ bạn đang làm gì, bởi vì mình cảm thấy giống như là kế hoạch nó có thể thay đổi giữa chừng, hoặc là các bạn phải vừa làm vừa sửa, chứ nó sẽ không có một cái hướng đi mà gọi là một mạch tới nơi được. Kế bên đó là lá 4 kiếm và lá 8 kiếm nữa, thì mình cảm giác 8 kiếm, 4 kiếm thì nó cho mình cái suy nghĩ đó là có thể trong tuần này bạn sẽ gặp một số vấn đề, nhưng không phải là trục trặc hay là mâu thuẫn hay là lời qua tiếng lại, mà là mình sẽ cảm giác là bạn thấy hơi bức bối, cảm giác thái độ hoặc là cách làm việc của ai đó không được rõ ràng, thiếu minh bạch, thiếu công bằng. Ở một góc độ khác thì có thể những bạn chọn tụ 2 đang có khuynh hướng gọi là muốn bước đi, muốn bay đi nhưng không bay được, bởi vì các bạn thấy là nó hơi phiêu lưu, nó hơi thiếu đường đi, và kiểu như mình cảm giác các bạn cũng chưa sẵn sàng để đi. 8 kiếm ở đây mình cảm giác giống như các bạn muốn mở cánh cửa này lên và bước vào trong và đi tìm cho mình một cái nơi ở mới ở bên trong.
Tức nghĩa là các bạn muốn đi tìm công việc mới, tìm một chỗ bến bờ mới, nhưng mà bài của mình lên á, các bạn vẫn là những con chim còn đậu ở trên cái cánh cổng này. Các bạn chưa có tìm thấy lối đi, các bạn chỉ định hình định hướng thôi. Ngoài ra năng lượng tổng quan của tuần này là một kiếm, thì có thể trong thời gian tới các bạn sẽ có câu trả lời rõ hơn về cái hướng đi là có nên thay đổi công việc hay không. Ở một góc độ khác nữa, đó là nếu mà các bạn đang có khuynh hướng gọi là kinh doanh làm ăn, thì trong tuần này thì các bạn nên suy nghĩ đến việc phân phối, điều hướng tích lũy hơn là đầu tư hoặc là chi. Bởi vì mình cảm giác là các bạn sẽ không có nhiều cơ hội để thỏa thuận, thương lượng hoặc là nhập hàng. Đối với những bạn có ý định đổi việc, chuyển việc hoặc là thay đổi công việc trong tuần này, thì mình cảm giác trong tuần này các bạn sẽ không có phản hồi gì hết từ nhà tuyển dụng hoặc là từ những người tuyển dụng. Bởi vì một á, là khả năng của bạn không đủ. Hai á, là bạn không thật sự đánh vào cái điểm mạnh và cái thế mạnh của các bạn. Mình cảm giác các bạn còn hơi bâng quơ, còn thiếu sự tập trung. Mình vẫn nói như hồi nãy, đó là các bạn có thể là người biết việc, hiểu việc, các bạn biết các bạn cần phải làm gì trong vị trí công việc của các bạn. Nhưng mình thấy các bạn chưa có thật sự hiểu là các bạn thích làm công việc gì, có đam mê với công việc gì và các bạn muốn phát triển bản thân như thế nào. Đối với việc học á, thì mình cảm giác những bạn chọn tuổi 2 này việc học đang hơi thiếu tập trung. Mình cảm giác các bạn chỉ là tèn tèn đáp ứng nhu cầu thôi, chứ nó không có mang tính chủ động. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang khía cạnh về tình cảm. Đối với khía cạnh tình cảm á, thì mình cảm giác đầu tiên cái năng lượng tổng quan trong tuần này đó là những cái vấn đề ngầm, những cái thứ gì ở bên trong, những cái thứ gì ở phía dưới. Bởi vì mình cảm giác cái nguồn năng lượng ở đây là cái thứ quan trọng, và nó cũng là nguyên nhân hoặc là kết quả của nhiều thứ. Nếu mà các bạn đã giải quyết được cái vấn đề này rồi, thì trong thời gian tới 4 kiếm và 8 kiếm á, nó sẽ mang ý nghĩa đó là trời vẫn mây vẫn trôi, thời gian vẫn cứ trôi, mọi thứ nó vẫn diễn ra một cách bình lặng. Tức nghĩa là bạn đã có câu trả lời cho vấn đề này rồi á, thì mọi chuyện về tình cảm của bạn nó sẽ diễn ra theo kiểu giống như là bình thường trôi, nó không có vấn đề gì đặc biệt hết. Nếu mà bạn có khúc mắc, có vướng mắc, hoặc là bạn cảm giác cảm xúc bị bế tắc, thì hai cái lá bài này nó sẽ mang cái nghĩa đó là cảm giác u uất, cảm giác bực bội, cảm giác không giải tỏa được, hoặc là không có câu trả lời rõ ràng. Và tình trạng này nó sẽ kéo dài ít nhất khoảng một tháng tới, hoặc là từ cái cuối tuần này cho đến kéo dài thêm một tuần hoặc là hai tuần nữa. Về tổng quan là như thế, nhưng mà mình đi từng trường hợp, thì đối với những bạn còn độc thân á, trong tuần này chắc chắn các bạn sẽ không có cơ hội nào đó phát triển tình cảm với người mới hoặc là có mối quan hệ với người mới. Nhưng riêng về mặt cảm xúc bên trong hoặc là xu hướng, khuynh hướng về tình cảm á, thì mình cảm giác các bạn có khuynh hướng muốn bù khú. Đối với mình đó là muốn đi chơi, muốn ăn chơi, muốn giải khuây, muốn giải tỏa, muốn đi tìm cái gì đó vui vui để làm, hoặc là cái gì đó vui vui để chill một chút, hoặc là kiểu giống như là giải tỏa, hoặc là kiểu giống như muốn quên đi câu chuyện gì đó. Bởi vì mình cảm giác bốn kiếm ở đây, trong đầu bạn suy nghĩ nó rất là lộn xộn. Có thể là bạn còn bận tâm về công việc, về cuộc sống, về những cái khía cạnh khác, thành ra chuyện tình cảm ở thời điểm hiện tại có thể chưa phải là vấn đề quan trọng nhất, hoặc là bạn chưa tìm được một cái đối tượng phù hợp. Bởi vì mình thấy có lá tám kiếm ở đây, có thể như là các bạn thật sự không muốn mở lòng, chưa tìm thấy đối tượng, hoặc là các bạn có người thích, các bạn để ý, nhưng mà hai hướng nha, tức nghĩa là bạn thích người ta hoặc là người ta thích bạn đi chăng nữa, thì bạn cũng chưa cân nhắc đây là một cái đối tượng tiềm tàng, bạn chưa có muốn mở lòng, cởi mở hoặc là cho họ bước vào cái thế giới của các bạn. Mình vẫn cảm giác bạn còn muốn đi tìm một cái gì đó, hoặc là bạn chưa có sẵn sàng, bởi vì do cảm xúc bên trong bạn không có. Còn đối với những bạn cặp đôi thì trong cái tuần này cặp đôi, mình cảm giác á, trong tuần này cặp đôi thì có thể câu chuyện của các bạn nó liên quan nhiều đến khía cạnh là tôi là A, bạn là B, tôi với bạn còn phải có những thỏa thuận, những ràng buộc, những cam kết. Tuy nhiên mình cảm giác câu chuyện ở đây đó là hai bạn là hai bản thể khác nhau, và cái tiếng nói giữa hai bạn nó chưa thật sự match, nhất nghĩa là có một cái sự hòa hợp, một cái sự phù hợp. Và mình cảm giác đôi khi hai bạn vẫn còn mang tính đấu đá hơn thua. Cái tình cảm của hai bạn á, thật ra xét á, thì mình cảm giác bên đây là 3 đồng, bên đây 4 đồng thì nó cũng chả trên nhau bao nhiêu đâu. Nhưng mà mình cảm giác giống như cả hai bạn đều có một cái sự lo sợ gì đó về cảm xúc, tình cảm của đối phương nhìn cho mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó là mối quan hệ này nó thật sự thiếu đi cái nền tảng về cảm xúc, bài lên toàn là lá kiếm với lá tiền. Tức nghĩa là mối quan hệ này mình cảm thấy một, nếu mà các bạn quen đủ lâu
rồi thì nó đang bị nhạt, nó cần có những cái cảm xúc mới. Còn nếu mà các bạn quen mà mới đây, gần đây hoặc là chưa lâu thì tám kiếm ở đây nó giống như kiểu giống như là mới nhìn ở ngoài thì thấy vậy, tức nghĩa là khi trong giai đoạn đầu tìm hiểu các bạn thấy à người này cũng đẹp, nhìn vô thấy cái gì nó cũng ổn, nhưng mà để hiểu được bên trong người này muốn gì thì các bạn chưa có một cái nhìn rõ ràng, và bởi vì vậy mà các bạn còn muốn đánh giá, muốn xem xét, muốn phân tích lại. Nói chung là cái tình cảm ở trong cái tuần này có vẻ như nó bị lý trí nhiều quá, nó không có tính cảm xúc. Còn nếu bạn là một cặp đôi đang có vấn đề thì trong tuần này rất có khả năng là tụ hai các bạn sẽ có những cái khoảng gọi là xa cách, nhưng nó không mang tính tranh cãi cãi vã. Mình cảm giác tụ hai đôi khi các bạn sẽ có khuynh hướng gọi là muốn có một câu trả lời, muốn tìm một cái hướng đi, muốn phát triển mối quan hệ hoặc là muốn chấm dứt nó. Nhưng mà mình cảm giác dù ở khía cạnh nào, là dừng lại đi tiếp hay là treo đây, tức nghĩa là giữ nguyên á, thì mình cảm giác là cảm xúc bên trong bạn nó giống như cái ngọn núi lửa, nó vẫn bập bùng, nó cháy. Nhưng mà cháy ở đây tức nghĩa là cháy theo kiểu gì? Cháy theo kiểu duy trì, cháy theo kiểu là muốn phát điên, hay là cháy theo kiểu giống như là cứ âm ỉ rồi đến lúc nào nó phun trào là nó phun. Bởi vì mình cảm thấy cái vấn đề bên trong hai bạn á, nó liên quan nhiều đến gọi là tôi thật sự có yêu anh ta, hoặc là anh ta có thật sự yêu tôi hay không, nếu không thì như thế nào, nếu có thì ra sao. Bởi vậy bốn kiếm lên ở đây, mình cảm giác những cái đám khói, những cái mây mù ở đây nó giống như cái tâm trí của các bạn nó không có phân định được rõ ràng, và chính vì vậy các bạn lại có khuynh hướng giống như là càng xa càng gần, đúng nghĩa là lúc hiểu lúc không, có lúc thì rất là thấy người kia hiểu bạn, có lúc thì lại không thấy hiểu. Tuy nhiên mình cảm giác là một kiếm thì có thể là các bạn có đang dùng lý trí hơi nhiều và các bạn cần nên cân nhắc lại. Bây giờ thì mình sẽ đọc qua thời vận và sức khỏe. Về thời vận thì trong cái tuần 2 của tháng 4 này, ở tuần cuối của tháng 4 này thì dành cho tụ 2 á, thì mình cảm giác có thể các bạn sẽ có những cái phần thưởng nhỏ, thành tích nhỏ, các bạn sẽ có những cái kết quả gì đó trong cái việc gọi là kéo dài từ thời gian trước. Bởi vì 7 tiền trong bộ này mình cảm giác giống như là mỏ vàng, chỉ là các bạn đào lên được bao nhiêu là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là trong tuần này các bạn sẽ hơi không có muốn nói chuyện nhiều với người khác, các bạn không cáu gắt giống như tụ một, nhưng mà các bạn không có muốn thể hiện nhiều quan điểm, các bạn không có muốn nói đi nói lại nhiều lần, các bạn không có muốn phải đi tới đi lui hoặc là tiếp xúc với nhiều người. Ngoài ra nữa mình cảm giác cái tụ hai này trong suy nghĩ của các bạn nó hơi mang tính một chiều, nó hơi mang tính người trên kẻ dưới, hơi bạn sẽ có khuynh hướng hơi muốn bắt buộc người khác làm theo ý các bạn. Về vấn đề sức khỏe thì tụ hai này có chừng phỏng. Coi chừng phỏng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về vấn đề gọi là dị ứng, nhạy cảm với không khí, với không khí, nhạy cảm với không khí, nhạy cảm với nước cũng được, dị ứng bệnh về da, nhưng mà da theo kiểu giống như là gãi ngứa mề đay, hoặc là một số vấn đề về phong thấp khớp xương bàn tay, xương bàn chân. Thì mình thấy một số thông điệp như vậy. Về thời vận thì mình nghĩ là các bạn nên cố gắng duy trì cái tâm tính thôi. Các bạn cố gắng duy trì cái tâm tính giùm mình, đừng có để cho mọi thứ nó tới một là tới nước mới nhảy, ô lộn, nước tới chân mới nhảy, hai là đừng có để mọi thứ nó trôi quá xa rồi bắt đầu mới làm thì nó sẽ bị chậm deadline hoặc là bị trễ. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ 2. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ở tụ 3. Tụ 3 màu xanh lá cây. Temperance, nữ hoàng kiếm, vua tiền, ủa vua gậy chứ, vua gậy, một kiếm, lá năng lượng tổng quan. Đối với những bạn chọn tụ 3, đầu tiên về tổng quan trước, trong tuần này sẽ như thế nào? Tuần này sẽ là tuần mà các bạn sẽ có những cái buổi gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, hoặc là sẽ có sự va chạm về ý kiến với ai đó, có thể là gia đình, người lớn tuổi, ba mẹ, hoặc là bậc sếp, bậc đàn anh, hoặc là những người đi trước, là cái thứ nhất.
Cái thứ hai nữa đó là mình cảm giác là trong suy nghĩ của các bạn có khuynh hướng muốn bước đi, muốn bay đi, muốn tìm cơ hội mới. Tuy nhiên các bạn đang có một cái vị thế tương đối vững, bởi vì trong cái lá King of One, vua gậy, mình cảm giác các bạn có vị thế rồi. Chỉ là các bạn muốn tung bay vì cái thái độ, vì cách không, vì cái thái độ là một, vì cách làm việc không không chuyên nghiệp hoặc là chưa có chuẩn chỉ. Cái thứ ba nữa là Temperance, mình cảm giác bạn đang cân nhắc nhiều về việc muốn đi tìm một cái nơi mà các bạn cảm thấy gọi là phù hợp, và các bạn cảm giác muốn 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 bung xõa, muốn vùng vẫy. Mình sẽ đọc chị cụ thể chi tiết hơn. Thì mình thấy là trong cái tuần này về công việc của những bạn chọn tụ ba, mình thấy là công việc của các bạn nó sẽ mang tính theo từng đợt, từng kỳ. Tức nghĩa là sẽ có những thời điểm bạn rất lạnh rảnh và có những thời điểm bạn sẽ phải làm gọi là cúp đầu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là công việc nó sẽ tới theo từng, nó sẽ kiểu giống như là tự nhiên, giống như lúc nghỉ không có việc thì lại có, lúc lúc nghỉ có thì lại không có, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là mình cảm giác trong tâm thế của các bạn đang có cái chuyện gì đó không vừa lòng, không vừa ý. Nữ hoàng kiếm thì mình thấy là có thể các bạn sẽ có những cái tin tức, những cái thông tin không mấy thuận lợi, hoặc là các bạn sẽ có những cái phản hồi nào đó từ ai đó, hoặc là các bạn sẽ bị ai đó chọc chĩa hoặc là thọc gậy. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ đó là bản thân bạn thì cũng không có để tâm lắm, vấn đề này nó cũng tương đối nhỏ hoặc là không có ảnh hưởng nhiều đến các bạn. Tuy nhiên nó làm cho tâm tính của các bạn hơi khó chịu, các bạn cảm thấy không không công bằng, không vừa lòng, không vừa ý. Chính vì vậy trong cái suy nghĩ đó thì các bạn muốn đi tìm một cái cơ hội, nhưng mà các bạn đang cảm thấy bị bế tắc, các bạn đang cảm thấy giống như đây không phải là thời điểm thích hợp để vùng vẫy, để bay đi, là ít nhất ở thời điểm hiện tại việc mà các bạn ở lại thì phù hợp hơn. Rồi ngoài ra nữa, trong cái tuần này mình cảm giác cái nguồn năng lượng, cái công việc, cái tâm trí của các bạn nó cũng bị phân tán rất là nhiều. Bài lên mình cảm giác cái lá Temperance này giống như là sóng nó cứ dập tới, và con hổ này nó đang lướt trên cái mặt sóng. Tuy nhiên xung quanh nó là những cái con quạ, những cái con thú khác, tức nghĩa là có thể trong công việc của các bạn nó sẽ bị chi phối, bị tác động, bị ảnh hưởng bởi nhiều người, nhiều ý kiến. Đã vậy còn lá vua kiếm, ô nữ hoàng kiếm, vua gậy thì chắc chắn phải có sự tác động qua lại, hoặc là có sự giao tiếp giữa người với người, đặc biệt nếu bạn làm trong lĩnh vực liên quan đến quan hệ khách hàng, dịch vụ, những cái ngành nghề mà tiếp xúc giữa người với người nhiều á, thì bạn sẽ kiểu giống như là có nhiều khi các bạn gặp một người mà họ hỏi bạn rất nhiều, họ nói rất là nhiều thứ, tuy nhiên không đâu vô đâu, hoặc là họ có tính soi mói, hoặc là đồng nghiệp của các bạn đang có tính soi mói, hoặc là có ý gọi là không tốt với các bạn. Nếu mà cái tụ ba này đang có khuynh hướng muốn thay đổi công việc, chuyển việc, thì bài của mình lên á là Temperance, các bạn hãy cân nhắc lại giữa những cái các bạn đã có với các bạn đang muốn có, là một. Thứ hai nữa, những cái các bạn sẽ mất đi. Bởi vì bài mình lên á, giống như nãy giờ mình nói nữ hoàng kiếm, thì thường trong cái bộ này mình luôn luôn cảm thấy có một cái sự hoang tàn, một cái suy nghĩ mà nó mang kiểu giống như là đây không phải là mảnh đất phù hợp, đây không phải là một nơi để tao có thể sống, thành ra nó đang đi tìm một cái hướng đi khác. Thì bài mình lên, nếu thật sự bạn có suy nghĩ đó thì vua gậy nó nói là bạn cũng sẽ có cơ hội thôi. Tuy nhiên bài thì vua gậy lên á, thì mình cảm giác các bạn cần phải lên kế hoạch chuẩn bị trước, hoặc là có những cái kế hoạch dự phòng, hoặc là các bạn muốn đi đâu làm gì thì các bạn cũng nên, mình cảm giác giống như là các bạn đủ năng lực, các bạn có thể xin việc có trong thời gian sớm, ít nhất là 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ đó, làm sao các bạn phải giải quyết được cái tình trạng công việc hiện thời của các bạn. Nếu mà bạn đang làm ăn kinh doanh thì bài này lên á, là các bạn đang ở mức ổn định, tuy nhiên nó không cân bằng, nó thiếu sự theo kiểu giống như là kiểu như là mọi thứ nó cứ ra vào theo đợt theo kỳ, chứ nó không phải theo kiểu giống như là tháng nào cũng 10 triệu, 20 triệu, mà nó là giống như có tháng 5, tháng sau được 7, tháng cuối kế được 9, rồi sau đó là giảm xuống là 6, là 8. Còn nếu những bạn đi học hoặc là đi làm mà có khuynh hướng muốn đi học á, thì bài mình lên á, việc đi học sẽ chưa có một cái kết quả cụ thể, hoặc là chưa, các bạn sẽ khó sắp xếp thời gian, hoặc là các bạn chưa chọn được một cái đường hướng phù hợp. Đối với khía cạnh tình cảm thì trong tuần này tình cảm á, năng lượng chung mình sẽ thấy nó có vấn đề liên quan đến cảm xúc rất là nhiều. Các bạn sẽ cảm thấy Temperance, tức nghĩa là các bạn sẽ cảm thấy giống như là nhiều lúc á, các bạn bị over về mặt cảm xúc. Các bạn tìm cách dùng lý trí là Queen of One, Queen of Swords, nữ hoàng kiếm, và dùng vua gậy để các bạn kiểm soát lại cái cảm xúc, cảm tính của các bạn. Tuy nhiên hai cái lá này mà lên á, thì mình chắc chắn một điều là việc bạn càng kiểm soát bao nhiêu các bạn càng sai, bởi vì nó càng làm cho các bạn có cảm giác bí bách hoặc là cảm giác bất mãn. Mình sẽ đi
Cụ thể đối với những bạn độc thân thì trong cái tuần này những người độc thân thì mình cảm giác như nếu bạn còn đang bận tâm đến một ai đó, bạn còn đang phiền lòng đến một người nào đó, đặc biệt là nếu bạn là nữ thì cái suy nghĩ này nó sẽ chiếm hết cả tuần, nó sẽ chiếm rất là dài, bởi vì mình cảm giác là không một giây nào hoặc là không một thời điểm nào mà bạn ngưng nghĩ về họ. Còn nếu mà bạn chưa có đối tượng, tức nghĩa là cũng độc thân chưa có đối tượng, thì bạn có thể gặp được một ai đó, bởi vì mình cảm giác nữ hoàng kiếm và vua gậy chắc chắn phải có buổi gặp gỡ, có buổi tiếp xúc hoặc là có những cái cuộc nói chuyện bóng gió về một cái người thứ ba lớn tuổi hơn bạn, về câu chuyện tình cảm theo kiểu giống như thằng đó để ý tới mày, hoặc là một ai đó sẽ nói cho bạn biết là có người đang để ý, có người đang muốn cua, có người đang muốn tiếp xúc. Hoặc nếu thực chất bạn là người chủ động đi tìm hoặc là tìm được một người phù hợp á, thì bài này lên á, là bạn cũng nên cân nhắc hoặc là chậm một chút xíu, bởi vì cái nguồn năng lượng của cái tuần này đối với các bạn tụ ba là nó hơi bị nhanh. Mình cảm giác nó mang tính gọi là dồn dập, nhưng mà lại thiếu cái sự bình bình đây là bình bình thường á, tức nghĩa kiểu giống như là nó duy trì nhịp độ á, còn cái này nó cứ lên cao thiệt xong cái nó xuống, lên cao xong nó xuống, thì mình cảm giác cái cảm xúc nó sẽ không có được chắc chắn. Ngoài ra nữa, trong tuần này đối với những bạn độc thân thì mình cảm giác đó là nếu mà bạn có ý định, nếu bạn còn mắc kẹt trong một số mối quan hệ, bạn còn cảm thấy một vài mối quan hệ không thoải mái, thì các bạn hãy cố gắng giải quyết hoặc là tìm cách giải quyết, bởi vì mình cảm giác càng để lâu thì vấn đề này sẽ càng gây ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn. Đối với những cặp đôi thì bài của mình lên trong tuần này á, cặp đôi thì mình thấy là các bạn sẽ mình thấy các bạn sẽ có những cái cơ hội để các bạn giải quyết vấn đề cũ, đặc biệt là trong lá Temperance và nữ hoàng kiếm, những vấn đề cũ, chuyện cũ sẽ được lôi ra, được nhắc đến, được nói đến, và mình cảm giác giống như là mặc dù cái câu chuyện của các bạn nó sẽ không có những cái gì đó gọi là mình gọi là sao ta, có những cái câu trả lời rõ ràng, tuy nhiên mình cảm thấy cái vấn đề thì nó sẽ được đem ra ánh sáng, hoặc là kiểu giống như là được bàn đến, nhắc đến, hoặc ít nhất là nó không còn nằm theo kiểu giống như là ẩn dưới cái sự bất mãn hoặc là bực bội, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong hai bạn mình cảm thấy một hai người đang có khát khao về tình cảm, kiểu như là muốn có sự gần gũi, muốn có sự quan tâm để ý, muốn có sự yêu thương, hoặc là muốn có những cái buổi hẹn hò, muốn có những cái sự gặp mặt hoặc trao đổi hoặc là nói chuyện, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là đối với những cặp đôi mà đang có theo kiểu giống như là mới tìm hiểu hoặc là trong quen nhau trong một thời gian ngắn á, thì mình cảm giác đó là đang có một cái khuynh hướng là có ong bướm vây quanh, hoặc là kiểu giống như có sự thiếu tin tưởng trong mối quan hệ, đặc biệt là đối với bạn nữ thì mình cảm giác suy nghĩ của các bạn đang có khuynh hướng hơi mang tính gọi là người kia hơi trăng hoa, hoặc là người kia không chung thủy, hoặc là người kia họ đang có vẻ như hơi hơi chán chê mình. Nhưng mà bài lên ở đây đó là suy nghĩ của các bạn, bởi vì nữ hoàng kiếm trong bộ này là người đa nghi, là người suy nghĩ nhiều, còn người nam ở trong bộ này là King of Wands thì mình cảm giác người này không hẳn là người đào hoa, mình chỉ cảm giác giống như là họ đang cân nhắc về mối quan hệ giữa bạn và họ thôi, chứ họ cũng không có ý nghĩ là tôi sẽ quen ai, sẽ quen người khác, sẽ đi tìm mối quan hệ khác, bởi vì một kiếm trong bộ này tất cả chỉ là suy nghĩ, tất cả chỉ là những cái điều bạn đoán, chứ không có một cái chứng cứ, một cái minh chứng nào đó rõ ràng hoặc là cụ thể. Đối với những cái trường hợp mà cặp đôi còn lại, tức nghĩa là bình thường không có vấn đề gì hết á, thì bài này lên mình cảm giác giống như là các bạn cần có một cái sự chia sẻ, cần có một cái tiếng nói, cần có một cái hành động nào đó để thắt chặt mối quan hệ này lại hơn. Về vấn đề thời vận, về sức khỏe, về thời vận thì mình cảm giác trong cái tuần này các bạn hạn chế thị phi, hạn chế tiếp xúc với người khác. Các bạn nên giữ cái tâm trí của các bạn nhẹ nhàng, thoải mái. Nói chung là cái câu mà người ta hay nói là gì ta, vui vẻ không quạo hay là gì á, cái câu đó nó giống giống vậy. Tức nghĩa là đừng cái vì sự ảnh hưởng từ người khác, tức nghĩa là những cái cơn sóng nó dập tới, đừng có vì người khác, đừng có vì những cái thứ bên ngoài mà nó ảnh hưởng tới các bạn, hoặc là đừng vì những cái thứ mà người ta làm cho mình khó chịu mà mình bị khó chịu, tức nghĩa là đừng để môi trường bên ngoài tác động lên các bạn. Cái thứ hai nữa đó là trong tuần này thì các bạn nên để ý đến vấn đề về quyết định, cân nhắc, lựa chọn, mua sắm hoặc những cái gì liên quan đến việc là chi 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 tiêu, đừng có chi tiêu lớn. Mình cảm giác là nên cẩn trọng trong vấn đề tiền bạc. Về sức khỏe thì có bạn nào có vấn đề liên quan đến bao tử hay không? Các bạn có vấn đề liên quan đến tiêu hóa hay không? Bụng yếu, trung thực,
là một. Thứ hai là vấn đề về mắt, mỏi mắt, đau mắt, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến gọi là nữ hoàng kiếm với một kiếm. Nữ hoàng kiếm thì thường sẽ có vấn đề liên quan đến dây thần kinh hoặc là những cái bệnh mà liên quan đến giãn dây chằng, đau khớp, đau xương, trật tay. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tủ ba.